Vừa qua, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh về tài xế container đã đền cho tài xế ô tô 19 triệu đồng để sửa xe. Tuy nhiên, chi phí sửa xe thực tế chỉ hết 7 triệu đồng. Tài xế ô tô đã quyết tìm gặp lại người tài xế container để trả lại tiền thừa. Tài xế ô tô có tên là Lê Quang Khải đã đăng tải lên Facebook bài viết kể lại tình huống va chạm giao thông giữa xe ô tô của anh và một xe container. Qua đó, muốn nhờ mọi người giúp đỡ tìm lại tài xế container để anh trả lại tiền đền còn thừa. Theo thông tin chia sẻ sau khi bài đăng trên Facebook, anh Khải đã tìm được người lái xe container để gửi trả lại số tiền 12 triệu đồng còn thừa. Anh Khải cho biết, khi anh quyết định tìm tài xế xe container để trả lại tiền thừa, thì anh cũng bị một số người có lời ra lời vào, cho là dại dột nọ kia. Nhưng việc mà mình thấy nên làm, cần làm thì cứ làm theo lương tâm thôi, cùng cánh lái xe với nhau, hiểu công việc, cuộc sống của nhau vất vả như thế nào. Đồng tiền ấy là công sức của người ta thì phải trả người ta chứ. Chuyện tai nạn là không ai muốn, anh nói. Chỉ 6 giờ, bài đăng của anh Khải đã thu hút bình luận từ cư dân mạng. Tất cả đều bày tỏ sự cảm kích đối với tấm lòng lương thiện và hành động tử tế của anh, đồng thời hoan nghênh cách ứng xử đàng hoàng, văn minh giữa các tài xế sau va chạm giao thông trên đường phố.